Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với Bộ Y tế tại Văn phòng Chính phủ. Cuộc họp đã bàn về việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19 vừa hoàn thành thử nghiệm trên người giai đoạn 1. Theo Bộ Y tế, Hội đồng Y Đức đã nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine Nanocovax của công ty Nanogen với tính an toàn của vaccine được bảo đảm, sinh được kháng thể và khả năng phòng bệnh. Hội đồng Y Đức đã cho phép bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 ngay trong tuần tới với 560 người tình nguyện tham gia. Việc thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Hà Nội do Học viện Quân y thực hiện và tại Long An do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Với các biện pháp cải tiến quy trình, giai đoạn 2 sẽ cố gắng hoàn thành thử nghiệm trong 3 tháng. Đến tháng 5, nếu kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 tốt thì sẽ tiếp tục thử nghiệm giai đoạn 3. Nếu xuân sẻ, sẽ rút ngắn được tổng thời gian thử nghiệm và sẵn sàng đưa vào sản xuất vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, hai loại vaccine COVID-19 made in Việt Nam là Covivac của công ty IVAC và vaccine của công ty Vabiotech sẽ sớm thử nghiệm giai đoạn trên người.